Thưa quý khán giả, trong khi miền Bắc nền nhiệt tương đối dễ chịu, thì ở Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, đỉnh điểm lên đến 37 độ. Mức nhiệt này thực tế cảm nhận có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ. Như vậy, đối với khu vực đô thị, nhiều nhà cửa, nhiệt độ người dân hứng chịu có thể lên đến 40 đến 41 độ. Thêm vào đó, chỉ số tia cực tím ở mức cao gây cảm giác phỏng rát nếu người dân tiếp xúc lâu dài với nắng. Theo các chuyên gia Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 1 đến 2 ngày tới, Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa, nhưng chỉ diện hẹp và dứt nhanh nên nguy cơ cháy rừng vẫn còn cao. Theo Cục Kiểm Lâm, các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau là những nơi có diện tích rừng đang nằm trong vùng cảnh báo cao nhất, cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Còn lại các tỉnh thành khác ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Ninh Thuận, Bình Thuận có nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm. Người dân tuyệt đối không dùng lửa trong rừng và gần rừng, tránh sơ suất để xảy ra cháy, bởi cháy rất dễ lan rộng, khó dập tắt. Thời tiết nắng gay gắt nên nhu cầu giải nhiệt của người dân cao, giá một số loại cây ăn trái tăng vọt. Khóm ở đồng bằng sông Cửu Long hiện khoảng 9 đến 11.000 đồng một trái mua tại rẫy làm nhà vườn phấn khởi. Tuy nhiên, niềm vui đi cùng nỗi lo, bởi cao điểm mùa khô, tình hình dịch bệnh phát sinh nhiều, nhà vườn lo bệnh héo khô đầu lá tái diễn. Tỉnh Hậu Giang hiện có hơn 3.000 hecta khóm, trong đó thành phố Vị Thanh là vùng chuyên canh khóm cầu đúc lớn nhất của tỉnh. Năm 2020, bà con nơi đây đứng ngồi không yên khi lá gần trên ngọn xuất hiện những vệt đỏ nâu, bìa lá uốn cong về phía trên, sau đó khô dần từ chóp xuống, trái nhỏ và khô ảnh hưởng đến năng suất. Bệnh héo khô đầu lá trên cây khóm do virus gây ra, chúng lan truyền từ vụ trước sang vụ sau bằng con đường cây giống bị nhiễm bệnh hoặc thông qua côn trùng môi giới truyền bệnh là rệp sáp. Để phòng trừ, nhà vườn có thể tham khảo những cách sau. Vệ sinh vườn trước khi trồng lại, tiêu hủy hết tàn dư khóm bị bệnh, phải có thời gian cách ly từ 1 đến 3 tháng cho đất nghỉ mới trồng lại. Trước khi trồng nên xử lý cây giống nhằm trị nấm bệnh và rệp sáp. Trong điều kiện trồng thâm canh, bà con nên phun thuốc định kỳ để hạn chế rệp sáp phát triển mạnh vào mùa sau. Bản tin thời tiết nông vụ hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.